Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này, tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn thêm cho bạn một cái cách nữa, cái cách thứ hai để chúng ta có thể tạo tài khoản affiliate với nền tảng kinh doanh online AZ.com. Ok, chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào cái đường link là kinh doanh online AZ.com, đúng không ạ? Kinh doanh online AZ.com. Rồi. Chúng ta sẽ kéo xuống cái phần chân website, đúng không ạ? Ở phần liên kết hợp tác này thì chúng ta sẽ click vào chương trình Affiliate. Rồi chúng ta click vào đây. Ở giao diện này thì chúng ta sẽ tiến hành click vào đăng ký ngay, đúng không ạ? Rồi tiếp tục thì ở cái form đăng ký một tài khoản cộng tác viên mới này thì các bạn điền đầy đủ thông tin vào đây. Ở đây là tên của bạn, đúng không ạ? Họ tên của bạn, bạn ghi vào đây. Rồi tên người dùng thì tôi sẽ lấy tên email của tôi luôn, đúng không ạ? Rồi, tôi sẽ sao chép cái email này xuống đây. Email thanh toán bạn cũng lấy cái email của bạn, các bạn sao chép xuống đây luôn, đúng không ạ? Tốt nhất là bạn sẽ sử dụng cái email mà các bạn thường xuyên sử dụng nhất, đúng không ạ? Tiếp đến thì bạn nhập cái địa chỉ website của bạn vào đây. Nếu như bạn không có website thì các bạn có thể sao chép cái đường link Facebook của bạn, đúng không ạ? Các bạn sao chép cái đường link Facebook của bạn, các bạn dán vào đây cũng được. Rồi, và tôi sẽ quảng bá trên website này. Website trên Facebook. Vân vân. Thì tôi sẽ điền vào đây. Tiếp đến, các bạn sẽ gõ cái mật khẩu của bạn vào đây, đúng không ạ? Mà mật khẩu thì ít nhất là 8 ký tự, đúng không ạ? Có chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt. Rồi bạn sẽ click vào đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư. Và bạn tiến hành click đăng ký, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có một cái email gửi về đây, đúng không ạ? Là yêu cầu xin làm cộng tác viên đang được xem xét. Ok. Để được kích hoạt tài khoản của bạn thì bạn cần phải nhắn tin cho admin của kinh doanh online az.com, nhắn tin vào cái Zalo, đường link nó ở đây, đúng không ạ? Để phỏng vấn. Nếu như bạn đáp ứng đủ yêu cầu và đủ điều kiện để làm affiliate với kinh doanh online az.com thì bạn sẽ nhận được một cái email chúc mừng, đúng không ạ? Nhận được cái email chúc mừng là chấp thuận đơn làm cộng tác viên. Và từ nay trở đi thì bạn có thể giới thiệu những cái khóa học trên kinh doanh online az.com để nhận hoa hồng rồi. Ok, như vậy là tôi đã chia sẻ và hướng dẫn cho bạn thêm một cái cách nữa để chúng ta có thể tạo tài khoản affiliate với nền tảng kinh doanh online az.com và kiếm tiền với nền tảng này. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.